Vâng, đây là cái cảnh buổi sáng ở công ty mình mọi người ạ. Ui. Kêu chào chị. Chào chị Yến. Lấy kịch bản nữa. Thôi nào, nhanh nào. Giang ơi, tớ qua tắm ơi, tắm chưa? Phải chửa. Muộn. Đây là cái cảnh chống công mọi người ạ. Đang vội rồi, xong thế này làm sao? Vội rồi, sao lại còn là máy chống công lại còn bị tuần dây thế? Lỗi này, chị vừa đến mày cắm lại xong. Đấy, mỗi lần buổi sáng nghe được tiếng xin cảm ơn là cảm thấy nhẹ lòng rất là nhiều. Vâng, tối hôm qua đi đâu? Ngủ nằm nghiêng cái nằm dọc. Rồi gương mặt kìa. Cắm lóc. Thôi đừng nằm thấp em bé. Không lớn được đâu. Thời tiết tự nhiên thì đang mưa mọi người ạ. Đấy, đây là bóng của da con mọi người ạ. À, đi làm dưới mưa cảm giác như thế nào hả em? Có dâu mốt không? Không ổn tí nào à? Vĩnh Yên mọi người có nhìn thấy không? Mưa ngập trời, mưa ngập đường, mưa rất là to. Kia chắc là bà gù kia chắc là bà Quỳnh. Mấy hôm nay mình đi cũng mưa ướt. Bình thường thì mình hay ở lại công ty. Nhưng mà trưa hôm nay thấy giờ nó mát mát, thế là mình đi về nhà ăn cơm với mẹ. Ai ngờ chiều nay nó mưa to đến thế, mưa như chút nước, đúng Quỳnh luôn. Mưa gió đi làm vất lắm các bạn ạ. Ôi thôi, mất điện. Mất điện rồi. Mất điện này không biết làm ăn được gì. Em chào anh Tuân. Anh Tuân mở cửa luôn ra, không nóng lắm. Mất điện xong, vừa mất điện xong. Mất điện toàn thành phố. Anh đến phát mất điện luôn. Đây là đội văn. Đây là các anh chị ở trong văn phòng công ty mọi người nhé. Đấy, Quỳnh đi làm thế là tất cả các anh các chị ra đón sướng thế còn gì nữa. Quá đẹp rồi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Đây là dáng của ai đây? À, đây là Tài, em chào anh Tài. Tài mõm, là hôm nào đến hùng rụi. Không biết là hôm nay có trông chờ vào ăn sáng chưa. Bây giờ mới dậy, thanh niên ngủ bây giờ mới dậy. Đây là màn tán gái. Thế đâu mỗi chào em với chào anh thế thôi à? Quá là nhạt nhẽo. Chị Quỳnh, chị đối thơ với em nhá. Cô ba mắt ốc bên cồn. Chị đối tiếp là cái gì? Cô ba bắt ốc bên cồn. Đối đi. Lắc cái gì? Nó liên quan chứ ổn kìa. Làm thơ phải tránh văn ồn. Nếu không nó sẽ động đến tâm hồn của chị em. À, đặt tên phải tránh văn uầy. Nếu không nó sẽ động đến cái nốt ruồi của em. Em vừa nhìn thấy cái bóng dáng của một cái xe đấy thì xem bóng dáng đấy là ai rồi. Ai bánh mì Bích Thi nào? Ai nhông gang đồng nát sắt vụn bán đi. Anh nào chồng bỏ chồng chê, à quên nhầm, anh nào vợ bỏ vợ chê, vợ không mê nữa thì về với em. Đây giống vơn tơi lắm. Vơn tơi đúng rồi, đúng kiểu này của vơn tơi rồi. Đúng chuẩn là vơn tơi luôn, chào vơn. Chào bạn Nhiên. Đây là hình ảnh của ông Tuấn đang gọi mèo nha. Nào gọi lại xem mắt nó có sáng lên không nào. Đâu? Đấy cái con đấy mắt sáng đấy. Cô béo ơi, cô béo. Có âm thanh không? Có. Cô béo ơi. Bảo nó nhảy lên trên kia đi. Đang nhìn đấy, nó đang nhìn về hướng cam đấy.
Kể ra chó mèo bây giờ sướng hơn cả người ngày xưa. Sáng em đi làm nó ngồi mẹ em thở. Mèo. Thế ai là người tắm cho mèo hả Tuấn? Chưa bao giờ em phải tắm cho mèo. Chưa bao giờ Nhung phải tắm cho mèo. Thế ai là người tắm? Thợ. Ai cả, đúng là gia đình có điều kiện là khác. Gia đình toàn đi xích lô hiệu VinFast. Xin chào. Hôm qua có đi chụp ảnh không? Không, có mưa, hôm qua trời sẩm tối làm sao đi được. À hôm nay gắn mi giả cho em xem này. Không, hôm nay không. Hôm nay không gắn nữa. Hôm nay mặt... trở về Nguyên Bảo nhỉ. Hôm nay mặt mộc luôn nha. Ô, em chào anh Quang. Bệnh sĩ này sẽ chết. Bệnh sĩ chết chưa, bệnh tim. Nó vẫn thế. Alo. Thế nào bảo ông ơi, ông xin gái rồi. Ok. Ngon đấy, cho em ăn mới. Vâng, anh ạ. Ruốc hay cái gì đấy? Anh hiểu không, anh nhưng mà thoại kia vẫn được mà. Không ăn được. Câu ý là bệnh sĩ chứ chưa bệnh tim. Ừ. Nhưng mà thì bệnh sĩ này, đúng mấy? Bệnh sĩ này chết nhanh lắm. Thế cũng được mà. Hôm nay anh ăn sáng nhỉ? Không, anh thế hôm nay anh ăn sáng nhỉ? Anh chưa. Thế thì hôm nay chuyện như anh thành công. Chúc mừng anh, chúc mừng anh. Hôm trước Long có biết không, hôm trước trong đạo cụ là có hai hộp cơm đấy. Thế là Long mới quay cái gì nữa. À thế à, hôm đấy là bố không ăn, bố không ăn sáng. Bố bảo là Long anh ăn hai hộp cơm trắng. Ừ, nhưng mà không ăn sáng để bụng là thôi để ăn hai hộp cơm đấy, nhưng mà tiếc thay đấy, ăn hai hộp cơm. Đây là đúng không, một lần chơi đây. Thôi ai cứ kêu chùa mất rồi. Ta no rồi, xin cảm ơn. Ăn mì tôm mà cũng no. Vớ vẩn, tao vừa đi ăn cơm về, nhặt cái gói mì tôm mở ra xem nó có cái gì nữa. Thằng bệnh sĩ này thì dễ chết lắm. Thế là mừng rồi. Anh ấy phát biểu cảm nghĩ khi ăn hộp xôi này. Rất ngon. Ngon. Ngon lắm. Nhưng mà chị không ăn được trứng, chị không ăn thịt gà, chị lại có cả ruốc thịt gà nữa. Gãy thìa rồi. Gãy một cái kìa. Thế sao không lồng hai cái? Anh Tài ơi, hôm qua anh cho em xin cái gì? Cái tay làm gì lại quen tay à? Không. Đuổi ruồi. Đuổi ruồi. Đuổi ruồi. Ăn ngồi ruồi bám mọi người. Người ta bảo ngon từ thịt, ngọt từ xương đấy. Bởi vì anh ngon nên là ruồi nó mới bám đấy. Hôm qua xem đá bóng tỷ lệ. Bởi vì anh bẩn nên ruồi mới bám. Không, chị kém anh Tài 1 tuổi. Chị con lợn, anh Tài con chó. Không, chị 95. À, cái gì nhở? Hôm qua anh xem đá bóng, anh vừa nói anh vừa kể nào. Cái gì nhở? Hôm qua xem đá bóng Việt Nam đá với, hôm qua em không xem. À, Việt Nam à? Hôm qua Việt Nam đá rất hay mọi người. Hay như thế nào? Hay đến nỗi mà tôi uống rượu tôi không thể xem được. Ờ, hay. Em tưởng xem đá xong thắng ha, thì anh mới đi uống. Biết là thắng rồi, bởi vì anh ngồi quay lưng vào người bóng đá. Gọi thế mà đi gọi là để biết tỷ số để kể với mọi người thôi chứ còn. Thế tỷ số qua thế nào? Là 2-0 nhá mọi người. 2-0, ai đá chính? Việt Nam vô địch. Ai đá chính? À, hôm qua Ronaldo đá cho Việt Nam. Chịu cứng. Thế là hôm nay Messi hôm qua ghi bàn, 2 bàn. Thế ông ăn đi, lúc là ăn mì cộ, ăn mì, người ta hay bảo là ăn mì tôm nói chuyện quốc tế, anh ăn xôi. Nhưng mà hôm nay xôi ngon quá thật, xôi ngon thực sự luôn. Thôi không quay nữa đi mà em xin miếng đây. Anh nằm cái kiểu gì, anh ngồi kiểu gì anh Tài? Ngồi kiểu mệt mỏi. Rất mệt mỏi mọi người. Anh ơi, nếu như một ngày chồng mình biết mình có bồ, với lại bồ mình biết mình có chồng thì ai sẽ buồn hơn? Anh không phải chuyên gia. Cái gì nữa? Anh Quang, thế một ngày chồng mình biết mình có bồ với lại bồ mình biết mình có chồng thì ai sẽ buồn hơn? Ai buồn hơn? Ai buồn hơn? Mình chưa có bồ nên mình cũng không cặp với bố bồ thằng khác, mình không biết. Thế đấy hỏi Tài, Tài hay bị bắt đánh ghen. Anh Tài. Anh để trong cái.
đi rồi. Bạn như thế đốt nhà nhá, bạn biết thế đấy. Đấy, đốt nhà là phải có nóc. Mặc dù quay đi rồi thì vẫn sợ, vẫn sợ, vẫn phải bảo rằng là anh quay đừng có nói như thế đốt nhà em nhá. Nói chung rằng là phàm là nam nhân trong thiên hạ đều có sợ vợ cả thôi. Thực ra không phải là mình sợ vợ mà mình tôn trọng vợ. Anh Tài ơi, anh có sợ vợ không? Có. Anh nói to thế, em tưởng anh bảo anh không sợ vợ. Rất sợ. Không, ai lại nói thế, ai nói mình sợ vợ, mình chỉ tôn trọng vợ thôi. Anh rất sợ vợ. Anh rất sợ vợ, anh nói to rõ ràng một lần nữa để em gửi cho. Anh sợ vợ. Anh sợ vợ, được. Người đàn ông này, tuyệt vời. Nếu như mà khi mà anh đi cùng vợ mà anh thấy một người con gái xinh thì anh có nhìn không? Anh vẫn nhìn chứ. Thế lúc đấy vợ anh giận anh thì anh sẽ làm gì? Không, vợ anh không hề giận em đâu. Nước vẫn ở trong đấy. Long quay đốc cảnh này thì sẽ đến cảnh của mình. Anh Tài đã bao giờ anh bé anh móc mũi ra xong anh ăn chưa? Anh không ngu. Anh đừng có điêu. Em khẳng định một câu là ai bé cũng móc giấy mũi ra ăn luôn. Là câu kinh quá. Thật. Ngay đi. Không những thế mà lại còn ở trên quê em còn móc cái cá xác ra ăn cơ. Thì cái gà nó khô, nó đóng vảy ở dưới đất, biết gì đâu, trẻ con bé biết gì đâu, cứ bò ra. Bò bò ra xong rồi làm bốc ăn rồi. Anh ở thành phố anh làm sao biết được. Nhưng mà em hỏi ý, chả phải cái mụn hôm trước của anh đã đỡ chưa? Khỏi chưa? Cái mụn, cái nhọt ở mông á, hôm trước anh chả khoe anh mọc cái nhọt ở mông à? Thế tại sao hôm nay anh vẫn gãi mông suốt từ sáng đến giờ thế? Hả? Sợ rồi chứ không gãi. Quăng lên. Bởi vì đang lấy để lâu không uống, người ta pha, người ta pha, người ta pha thêm nước lọc vào.